Chọn đi. Rồi, lấy vài viên đạn phụ cầm theo. Được chưa? Một, hai, ba. Gì vậy, gì vậy, cạc đạn hả? Chưa. Không, không, không biết, không biết. Một công nha. Được chưa? Một, hai, ba. Nè bắn đi. La la la. Tệ, nhỏ quá vậy còn không chịu bắn nữa. Chạy ở đây. Đó. Chứ giờ nhớ đạn không kịp. Chết rồi. Chưa ra, có đâu mà bắn. Hay không? Đâu bắn đâu, đạn đâu? Nãy con nhét vô con nằm vô cái gì không gì. Nhét cái cục kích. Hay không. Rồi. Chọn đi. Châu Tiên chọn trước á. Chọn trước hả? Rồi nè. À, mỗi người có 6 viên đạn. Mỗi bên có một cái tấm trắng nha. Gọi là tấm trắng. Hai đầu hai bên, ở chính giữa là đạn thêm. Rồi nha, mỗi khẩu súng chỉ có được 6 viên đạn thôi. Liều thì lên, chứ đây là lụm đạn. Sẵn sàng chưa? Một, hai, ba. Nè, lộ mình nữa nè. Lộ mình nè, bắn đi. À, đưa hàng cho nhau chứ bắn. Nè. Bắn đây, bắn đây. Bắn đi nè, bắn đi. Tụi em đưa vô vậy nè, chống lạnh bắn nè. Rồi. Ba không nha rồ. Sẵn sàng chưa? Một, hai, ba. Gỡ lại xong ra chứ.
Wow. Gà nè. Gà nè, 1 2 3 gà lượt nè. 1 2 3. Ba một, ba một, hay quá. Tỷ số 3-1, chọn đi. Mày hỏi nữa. Nào. Chọn nào. Rồi. Một. Hai. Lấy đi chơi lẹ vậy. Ba. Ô lê lê. Qua nhà ta hả? Bắn ấy nè. Một, hai, ba. Trời ơi, gai giờ con không chịu đánh nữa. Dạ 42. Kỳ gì mà kỳ bạn ơi, kỳ gì? Sao vậy nó bắn ngon lành mà. Rồi tỷ số đang là 42. Một, hai, ba. À, giờ không chạy lên nữa, không chạy lên nữa. Mà mày. Rồi trúng rồi, trúng rồi. Ồ, nó nhắm nhẹn dữ ta. Good, good job man. Rồi chọn đi, chọn cái nào. Rồi à, mỗi bên có 3 viên đạn. 1, 2, 3. Cầm sẵn 2 viên đạn đi. Lấy 2 viên đạn đi. Lấy đi, lấy đây nè. Rồi mỗi bên có 3 viên đạn nha. 1 viên đạn trong nòng với 2 viên đạn phụ.
một, sai ra nữa, ở giữa là thủng đạn đó nha, nữa, một, hai, ba. À, một hit ngay bây.